Cuộc sống là một hành trình đầy thách thức, cơ hội và những khoảnh khắc của sự phát triển. Trong cuộc hành trình này, chúng ta thường tìm kiếm những phúc lợi, sự thăng tiến và một sự nâng cao trong các hỗ trợ tinh thần hoặc là cá nhân của chúng ta. Những khát vọng tự nhiên của chúng ta thường dẫn chúng ta đến với những suy nghĩ về cách mà vũ trụ ban phước cho chúng ta, trong khi phước lành của vũ trụ thực sự thì đã có sẵn trong tất cả mọi người. Có một niềm tin thì cho rằng, trước khi chúng ta có được phước lành, chúng ta có thể sẽ trải qua một loạt các thử thách. Những thách thức này được thiết kế để hình thành tính cách của chúng ta, đánh giá ý định của chúng ta và làm rõ hơn về hành trình tinh thần của chúng ta. Khái niệm về việc là nhận được phước lành sau khi vượt qua một số thách thức không phải là quá độc đáo cho tất cả các hệ thống tín ngưỡng nào. Nó nói lên được trải nghiệm phổ quát của nhân loại chúng ta. Có một câu nói mà người ta thường nói như thế này: khổ trước sướng sau, thế mới giàu. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về những thách thức này. Nó không có một ngữ cảnh của sự tôn giáo nào cả, mà nó là một bài học có giá trị được áp dụng cho bất kỳ một ai trên hành trình này đang tìm kiếm sự phát triển cá nhân hoặc là tinh thần. Đối với những thách thức này, nó được tin rằng đánh giá sự quản lý của bạn, sự chân thành và tính toàn vẹn của bí mật của bạn. Hãy nhớ một điều rằng vũ trụ không quan sát để lên án, mà là để hướng dẫn, và quá trình này là một sự biến đổi hơn là một phần thưởng. Vậy thì hãy cùng bắt đầu vào cuộc hành trình này và đến với sự tự khám phá và khám phá về ba thách thức này để có thể đón nhận được những phước lành từ vũ trụ ban đến trước khi mà vũ trụ ban cho chúng ta. Trong hành trình nhận được phước lành từ vũ trụ, đó không chỉ là một thách thức đơn giản, mà thực sự nó là một cơ hội cho bạn để chứng minh khả năng của mình trong việc sử dụng tài nguyên hiện tại, những tài năng và trách nhiệm đó một cách hiệu quả nhất. Thế nhưng mà có một người làm việc chăm. Nó giống như việc là bạn là một người làm việc chăm chỉ, chăm sóc cho khu vườn của bạn. Bạn nuôi dưỡng từng cây cây để giúp nó phát triển. Những thách thức này đo lường khả năng của bạn trong việc chăm sóc và phát triển những gì đã có sẵn trong sự chăm sóc của bạn. Hãy xem xét về cuộc sống của bạn như là một cái vườn vậy. Với mỗi một phần thì nó đại diện cho một cái cây hoặc là trách nhiệm khác nhau trong sự nghiệp của bạn. Những mối quan hệ, tài năng và sự phát triển cá nhân của bạn đều là phần của cảnh giác phức tạp này. Vũ trụ quan sát cách mà bạn chăm sóc cho khu vườn của bạn, cách mà bạn chăm sóc cho bản thân bạn, cách bạn chăm sóc cho khu vườn tâm trí của bạn. Liệu rằng bạn có đang chăm sóc trong việc nuôi dưỡng và phát triển những yếu tố hiện tại hay không? Hay là bạn đang chờ đợi một điều kiện lý tưởng nào đó? Hay là bạn mong chờ một điều kỳ diệu để cống hiến cho tất cả những sự nỗ lực của bạn? Thử thách về việc quản lý thách thức này bạn đang đưa ra cho tất cả các hoàn cảnh hiện tại của mình không phụ thuộc vào quy mô hoặc là tầm nhìn quan trọng mà bạn cảm nhận được. Hãy nhớ một điều rằng không phải kích thước của khu vườn của bạn quan trọng, mà là cách mà bạn chăm sóc cho nó như thế nào mới là quan trọng. Những người thành công thì bắt đầu từ việc là họ chăm sóc nó một cách khiêm tốn. Họ làm việc một cách chăm chỉ và không mệt mỏi trong các dự án nhỏ, cũng như là phát triển những thành tựu đáng kể thay vì có kết quả ngay lập tức. Vũ trụ quan tâm đến sự kiên trì, kiên nhẫn và cam kết hành động của bạn. Mục tiêu của bạn là chứng minh rằng bạn có thể xử lý được các trách nhiệm lớn hơn, như là một sự thăng chức ở công việc hoặc là một vai trò quan trọng hơn trong một cộng đồng, bằng cách quản lý đúng đắn và hiệu quả cho những gì mà bạn đang có. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn như là bạn là một bạn sinh viên chẳng hạn. Trước khi bạn có thể tiến lên được với những khối cao hơn hoặc đối mặt với những thách thức học thuật quan trọng lớn hơn, bạn phải trở nên xuất sắc trong những học phần hiện tại của bạn. Đó là sự siêng năng, đó là sự cam kết với việc là học tập một cách chăm chỉ, nỗ lực trong những bài học hiện tại, và bạn đang chuẩn bị cho một thành công trong tương lai. Vũ trụ thì hoạt động tương tự như vậy thôi, kiểm tra sự quản lý của bạn đối với những kiến thức, đối với những kỹ năng và cơ hội nó cung cấp cho bạn. Sự cam kết của bạn đã tận dụng tối đa tình hình hiện tại của bạn trở thành một bước đệm để nhận được những phước lành lớn hơn. Vì vậy, khi bạn đối mặt với những thách thức về sự quản lý, hãy nhớ một điều rằng, điều quan trọng là phát triển một tư duy xuất sắc trong mọi việc mà bạn làm. Điều quan trọng không phải là đích đến, mà nó là hành trình bạn phát triển như thế nào, nơi bạn liên tục cố gắng để đạt được những gì bạn có thể đạt được. Hãy chấp nhận trách nhiệm hiện tại của bạn, dù là lớn hay nhỏ, như là cơ hội cho sự phát triển và chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp hơn.
Với sự siêng năng, với sự nỗ lực của bạn, vũ trụ sẽ thưởng cho bạn những phước lành lớn hơn trong các chương tiếp theo khi bạn chứng minh được khả năng của mình trong việc xử lý những gì đang có ở trước mắt bạn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nghiên cứu về thách thức của sự chân thành. Đó là một thách thức quan trọng khác mà vũ trụ đặt ra trước khi ban phước cho bạn. Thách thức này đánh giá tính trân trọng của ý định của bạn. Nó đảm bảo rằng hành động và nỗ lực của bạn đến từ động cơ chân thành hơn là mong muốn lợi ích cá nhân hoặc là một sự công nhận từ một ai đó. Nếu bạn hình dung nó như là một chiếc gương phản ánh về sự trong sáng của nguyện vọng trong trái tim bạn, nó sẽ cho thấy được động cơ của bạn, liệu rằng đó là sự ích kỷ hay là một sự phi lợi nhuận. Stephen C. đã từng nói, sự chân thành không được đo bằng cách mà người khác nhìn bạn ra sao, mà đó là bạn biết sâu bên trong bản thân bạn, bạn đang làm điều gì. Thực tế, nó là như vậy đấy. Tính chân thành là một phẩm chất nội tại trong mỗi con người, là một đặc tính gốc rễ sâu bên trong con người bạn. Thử thách về sự chân thành đánh giá xem là ý định của bạn thì có phù hợp với lợi ích chung hay không? Liệu bạn thực sự động viên bởi mong muốn tạo ra một tác động tích cực cho thế giới hay là không? Dưới đây có thể là một câu chuyện minh họa về thử thách về sự chân thành. Bạn có thể cân nhắc. Hãy tưởng tượng là một nghệ sĩ, khi mà họ đang phải làm việc rất là mệt mỏi, họ đang phải vật lộn để tạo ra những bức tranh tuyệt vời trong một căn phòng nhỏ, trong một căn phòng tối khi mà anh ta ẩn mình khỏi thế giới bên ngoài. Mặc dù là anh ta phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, thế nhưng mà người nghệ sĩ này vẫn tiếp tục vẽ. Họ đổ dồn hết tâm hồn của bản thân mình vào trong bức tranh. Họ vẽ không bởi vì danh tiếng nào hết, họ vẽ không bởi vì tài sản hay là sự công nhận từ bất kỳ ai, mà chỉ đơn giản đó xuất phát từ một tình yêu sâu sắc với nghệ thuật và mong muốn một cách chân thành để chia sẻ và tạo ra những điều tuyệt vời nhất thông qua những bức tranh. Và cuối cùng thì vũ trụ sẽ ban phước cho chúng ta dựa trên lòng thành và tinh thần lành mạnh của chúng ta. Thử thách về sự chân thành là một cơ hội để bạn xác định lại ý định và động cơ của chính mình, để đảm bảo rằng mọi hành động đều đến từ một trái tim trong sạch và có một ý nghĩa đích thực. Với sự chân thành, bạn không chỉ thu hút được những phước lành từ vũ trụ đâu, mà bạn còn tạo ra được những tác động tích cực đối với thế giới xung quanh bạn. Sự chân thành là một điều vô cùng quan trọng, và nó là một phẩm chất vô cùng đẹp, đẹp đẽ một cách tuyệt vời đối với bất cứ một ai. Bây giờ, hãy tiếp tục theo dõi để khám phá thêm về thách thức cuối cùng, thách thức về tính toàn vẹn và cách mà nó giúp bạn trở nên đáng giá hơn khi bạn nhận được những phước lành mà vũ trụ dành cho bạn. Tôi muốn nói về tài năng và trách nhiệm hiện tại của bạn. Giống như là bạn là một người làm vườn, bạn chăm sóc cho mỗi một cái cây cỏ nhỏ bé để giúp nó phát triển. Đây là thách thức về việc quản lý, đánh giá khả năng của bạn trong việc nuôi dưỡng và phát triển những gì bạn đang có ở hiện tại. Hãy xem xét cuộc sống của bạn như là một khu vườn, đối với mỗi phần tử, nó đại diện cho một cây cỏ hoặc là một trách nhiệm khác nhau. Với sự nghiên cứu của vũ trụ về cách bạn chăm sóc khu vườn này, liệu bạn có chăm chỉ nuôi dưỡng và phát triển các yếu tố hiện tại hay không? Hay là bạn chỉ đang chờ đợi một điều kiện lý tưởng hoặc là một cảnh quan tuyệt vời nào đó bỗng dưng xuất hiện và giúp bạn lớn lên? Tôi có từng nói khi nãy rồi, nhiều người thành công đã bắt đầu với sự khởi đầu khiêm tốn. Họ làm việc một cách nỗ lực và chăm chỉ, không biết mệt mỏi trong các dự án dù lớn hay nhỏ. Tôi muốn nói một chút về những ước mơ của bạn. Ước mơ của bạn, bạn có bao giờ dám chia sẻ với bất kỳ ai? Những niềm đam mê mà bạn đang giấu kín bởi vì sự phê phán, bạn sợ bị người khác nhìn nhận. Vũ trụ đang chăm chú quan sát để xem cách mà bạn xử lý với những mong muốn ẩn giấu này như thế nào. Bạn liệu có đang theo đuổi những ước mơ của mình với tính chân thành, giữ vững được giá trị và nguyên tắc của mình, hay là bạn chỉ hy sinh về sự chân thành vì một lợi ích cá nhân nào đó? Ví dụ như, nếu như bạn đang thầm mong muốn trở thành một người hoạt động môi trường, nhưng mà bạn lại đầu tư vào một công ty gây hại cho môi trường chỉ vì lợi nhuận. Tuy nhiên là đối với những bí mật của bạn, nó không chỉ giới hạn ở những ước mơ cá nhân, mà nó còn bao gồm cách mà bạn tương tác với người khác như thế nào. Bạn liệu có chân thành trong các mối quan hệ của mình hay không? Bạn đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và tử tế, hay là bạn chỉ đóng vai một người giống như là như vậy thôi? Vũ trụ chăm chú quan sát tính chân thành của bạn, đảm bảo rằng bề ngoài của bạn phù hợp hài hòa với bản chất thực sự của bạn. Tôi lấy ví dụ như, bạn giới thiệu mình là một người cảm thông với người khác, trong khi thực sự thì
bạn thích tham gia vào việc nói xấu và vu khống người khác, đó là thử thách về tính nhất quán. Hơn nữa, những bí mật này bạn sẽ mở rộng đến từ những suy nghĩ và ý định của bạn, điều bạn thực sự mong muốn sâu thẳm trong trái tim. Liệu là những suy nghĩ ẩn sâu này có phù hợp với hành động và ấn tượng của bạn hay không? Vũ trụ quan sát bạn với một đôi mắt sắc sảo, tìm kiếm để tiết lộ ra xem là những ý định của bạn có trong sáng và những mong muốn của bạn có phù hợp với những lời nói và hành động của bạn hay không? Bên ngoài và bên trong của bạn thì có giống nhau hay không? Điều quan trọng là bạn cần phải nhận ra rằng vũ trụ trân trọng tính chân thành và lòng trung thành trong những bí mật của bạn, ngay cả khi không ai quan sát bạn cả. Tất cả mỗi cá nhân đều phải duy trì nguyên tắc của họ một cách nhất quán. Đối với những bí mật của bạn, nó sẽ phản ánh bản thân của bạn một cách thực sự, gói gọn những khát khao cao nhất của bạn và sự cam kết kiên định không ngừng sống hòa hợp với những giá trị cốt lõi của bạn. Tóm lại, thông qua ba thách thức đó là sự kiểm soát, tính chân thành và những bí mật, đó không chỉ là biện pháp để đánh giá về tính cách của một ai đó, mà nó còn quan trọng hơn trong việc xác định sự sẵn sàng của cá nhân để nhận ra những phúc lợi thiêng liêng và trách nhiệm ngày càng tăng của vũ trụ. Vũ trụ quan sát và đánh giá, rồi chuẩn bị cho những cá nhân để phục vụ lớn hơn và thông qua việc là vượt qua được những thách thức này một cách thành công, mọi người có thể đạt được những trải nghiệm cuối cùng với những phước lành mà vũ trụ đang dành cho bạn.